Hoa Hậu danh nhân Thu Hoài. Và ở phía bên này thì xin phép được mời Hoa Hậu Hà Kiều Anh sẽ cùng lên trên này ạ. Xin được gửi tặng các anh chị người mẫu hoa tươi thắm nhất và còn rất nhiều các anh chị nghệ sĩ, những hoa hậu người mẫu có mặt trong khán phòng của chúng ta. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành tình cảm yêu thương, ủng hộ cho các show diễn của nhà thiết kế Hoàng Hải trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Lớn nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn các nghệ sĩ đã đến với buổi công bố sự kiện ngày hôm nay của Giao Hòa Ammonia. Cảm ơn các anh chị và cảm ơn nhà thiết kế Hoàng Hải. Cảm ơn giám đốc sản xuất chương trình Bách Đài Loan. Rất là hợp chuẩn quốc tế, nhất là em. Em đã từng chinh chiến với Hoàng Hải một vài lần quốc tế, thì bạn bè quốc tế họ rất là ngưỡng mộ, rất thích về hai và tính cách của hai bạn cũng đều rất là dễ thương, rất là bạn đồng hành. Còn Tiểu Vi, cô Tiểu Vi thì là một cái gương mặt là đại diện của nhãn hàng Nhãn Hát. Đó thì là và biểu tượng của Vi, là đặc trưng của người con gái Việt. Cảm ơn Hoàng Hải. Xin được mời các anh chị khác ạ. Chị Hương ơi, hãy có nghe anh Hải nói là ổng khá yên tâm khi mà ra cái trụ này cho chị ấy. Thì vô cái chức vụ là giám đốc âm nhạc thì chị em hỏi là với cái show này chị có thấy khó không? Tại vì em thấy là nó mang cái tiêu âm hóa hai nước và không biết Việt Nam á, thì cái việc giao hòa nó thế nào và chị có gặp áp lực nào tập cái show này không ạ? Chị cảm ơn. Không, bởi vì là Hương thì cũng đã có ý kiến với Hàn Quốc rất là mang tính đương đại. Nên là Hoàng Hải và ekip cũng đã chọn Hương. Hương có những quạt giấy rồi vuốt mộc rất là nhiều cái âm nhạc mà Hương đã làm bấy lâu nay mang âm hưởng văn hóa Việt Nam. Và lần này thì Hương nghĩ là một cái mà với sở trường của Hương là kết hợp giữa âm nhạc phương Tây với âm nhạc Việt Nam. Và Hương hy vọng là Hải sẽ rất là hài lòng, bởi vì đây là bí mật. Ekip đã xong hết phần âm nhạc rồi và bây giờ đang chỉ đợi là xem được cái bộ sưu tập cuối cùng của Hải, bởi vì là cái âm nhạc khi mà nghe Long kể qua về cái phần kịch bản thì Hương đã có sẵn cái phần âm nhạc cho tất cả những cái phần trình diễn. Thì Hải thì là cái người mà bạn Hải và là một trong những nhà thiết kế thời trang mà Hương đã yêu mến từ rất lâu rồi, và đây là đầu tiên có cái dịp mà kết hợp với Hải. Đấy, hy vọng là đây là chúng ta sẽ làm được một điều gì đó mà mang lại sự tự hào cho Việt Nam, cũng như là sẽ kết nối cái tình hữu nghị giữa Ý và Việt Nam nữa. Cảm ơn các bạn, cảm ơn câu hỏi rất là hay. Cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Xin mời các anh chị khác ạ. Trong cái đoạn video thì em thấy có cái địa điểm sẽ diễn ra bộ sưu tập lần này là cái khách sạn Casa Redo Hotel. Thì cho em hỏi anh Long Cang là tại sao anh lại chọn khách sạn này, có điểm tương đồng gì với anh Hoàng Hải? Và thứ hai, còn phục vụ tiếp theo đó là cô và em mặc là sẽ là cái đặc biệt nhất là lần này là phần theo tay thủ công của các nghệ nhân Việt Nam mình, nhưng mà theo tay đặc biệt là cái
xây dựng nó phong với phong cách là tổ chức từ 2004 và sau này được chúng ta được sẵn sàng.